quý vị, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với tiểu mục chuyên gia của bạn. Và đầu tiên sẽ là những thông tin y tế đáng chú ý. Bệnh viện Đặng Văn Ngữ, Viện Sốt rét ký sinh trùng, Côn trùng Trung ương cho biết đã tiếp nhận một trường hợp nam bệnh nhi 7 tuổi được chẩn đoán mắc bệnh sán dây nhỏ có tên khoa học đó là hemolipiasis, hay còn gọi là sán dây lùn hoặc là sán dây chuột. Và đây là một loại mà có từ lâu do hai loại sán, bệnh sán dây lùn và bệnh sán dây chuột gây nên. Bất kỳ ai cũng có thể bị nhiễm và mắc bệnh này, tuy nhiên nhiều nhất sẽ nằm ở nhóm trẻ dưới 15 tuổi. Gần một tháng nay, bệnh nhi này thường xuyên xuất hiện các triệu chứng ăn kém, rối loạn tiêu hóa, gầy, sụt nhẹ cân. Khi tiến hành xét nghiệm phát hiện có chứng sán dây nhỏ, hemolipis đặc hiệu trong mẫu phân, gia đình rất bất ngờ. Ba mẹ con đi sẵn đi chơi rồi em cũng ra để khám thế thôi, chứ không nghĩ là bị bệnh. Bởi vì là cũng không có triệu chứng, mà chỉ là thường thường là chỉ ham, em bé chỉ ham kêu là đau bụng thôi. Nhưng mà em nghĩ là đó là kiểu ăn uống không vệ sinh rồi đau bụng, chứ không nghĩ là bị. Thì ra đi khám thì bác sĩ kêu là phải nhập viện. Thực tế tại Việt Nam đã phát hiện nhiều trường hợp trẻ em bị nhiễm sán này. Do bệnh diễn tiến âm thầm nên thường bị bỏ qua. Trên thế giới có khoảng 20 triệu người mắc, hay gặp ở những người sống ở khu vực có điều kiện vệ sinh kém và những người sống trong môi trường tập trung. Mầm bệnh khi mà đi vào cơ thể và nó đến dạ dày, xong rồi đến ruột non và nó khu trú phát triển ở ruột non, làm phá vỡ cái nhung mao của ruột. Nó làm có thể gây nên cả cái u sần ở cái nhung mao ruột hoặc là cái ổ loét ở đấy. Cho nên là cái triệu chứng tiêu hóa nếu như không được điều trị là ngày càng diễn ra nặng hơn. Trong cơ thể người bệnh, bệnh thường diễn tiến âm thầm, tuy nhiên có những trường hợp nhiễm số lượng sán nhiều. Khi mắc bệnh, bệnh nhân sẽ có các triệu chứng như mệt mỏi, chán ăn, sút cân, đau đầu, ngứa vùng thân dưới. Đặc biệt, nếu không được điều trị, sẽ là nguồn lây cho cộng đồng. Vật chủ trung gian và của cái bệnh sán là nhỏ này là cái động vật cắn nhấm như là chuột, hoặc là cả cái động vật chân đốt như là gián này, bọ chét này, hoặc là cái bọ cám, tức là cái bọ mạt ở trong các gạo, các cám đấy. Và thường nó sẽ có ở trong cả cái loại ngũ cốc mà nấu sẵn, tức mình nấu sẵn rồi đấy, hoặc là trong cả cái thực phẩm, hoặc là những cái bàn tay của con người mà bị nhiễm phân của trứng này. Thế thì vô tình mà con người ăn phải thì lại bị nhiễm. Để phòng tránh bệnh sán dây nhỏ hemolipis, người dân cần rửa tay bằng nước ấm sau khi đi vệ sinh, trước khi ăn, đặc biệt là trẻ nhỏ. Tuân thủ chế độ ăn chín uống sôi. Khi đi du lịch đến các quốc gia có nguy cơ ô nhiễm thực phẩm cao, hãy rửa, gọt vỏ hoặc nấu tất cả rau và trái cây sống bằng nước an toàn trước khi ăn.